thứ tư em này chạy. Đây là lần đầu tiên em đi xa. Dạ, lần thứ nhất em tham gia. Đây là lần thứ tư. Dạ, lần thứ nhất. Em thấy kỳ trại này rất có ý nghĩa và rất vui. Dạ, vui rất thì vui ạ. Rất là vui. Năm nay thì cảm thấy là rất là đông và rất là nhiều bạn mới. Mong là qua trại này thì có thể kết thêm nhiều bạn mới và học thêm nhiều cái bài học cho tuổi tiên. Em rất mong là sẽ có những kỳ đại tiếp theo như thế này.